Wow. Xin chào cả nhà, trở lại với kênh Mẹ Con Nhà Ly hôm nay. Hiện tại gia đình Ly đang sinh sống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Xin chào cả nhà, trở lại với kênh Mẹ Con Nhà Ly hôm nay. Hiện tại gia đình Ly đang sinh sống ở tỉnh Giang Tây của Trung Quốc. Ly xin dành bắt đầu của cái đoạn video hôm nay để trả lời với lại ông bà cô chú mấy bạn mà hay hỏi Ly mấy ngày hôm nay á, là sao dạo này không thấy ông nội nữa, ông nội đâu rồi, có ở với Ly nữa hay không, ông nội có khỏe không. Thì ông nội hiện tại thì vẫn khỏe nhưng mà đi đứng vẫn không có được. Ly thì không có định là thông báo, Ly định im luôn, không nhắc tới mọi nữa, vì có mấy video Ly bị cắt đó, gọi cái Ly tự ái, Ly kiểu như gọi là chạm vô cái lòng tự ái của Ly á, cái Ly không muốn nhắc tới mọi nữa. Nhưng mà giờ không nhắc thì ông bà cô chú thắc mắc cũng đâu có được. Thì bây giờ là ông hiện tại bây giờ á, ông nội đang ở nhà cháu chồng của Ly. Tại sao mà lỡ nhà cháu chồng, Ly có không hiểu cái sáng kiến này, là đừng có Ly có không hiểu cái sáng kiến này là của người nào đưa ra nữa, mà bây giờ là mướn cháu chồng Ly giữ ba chồng Ly là mỗi tháng là 1.500 tệ, 1.500 tệ là phải ba anh em chia ra chồng Ly 500, rồi hai anh mỗi anh 500 nữa, 1.500 tệ thì chạy ra đó là 5 triệu mấy, với lại tiền sữa ông nội nè, tiền sữa với lại tiền tả, ông nội về bển là mặc tả rồi, tiền sữa tiền tả là cái đó là ông nội tự lo, tại vì ông nội có tiền lương lão á. Ly không hiểu cái sáng kiến này của ai đưa ra. Ly định là về là sẽ đưa ông nội lên trên lầu, mặc dù là không quen ông nội nhiều nhưng mà sẽ vẫn, Ly vẫn chăm sóc ông nội, vì cái đó là Ly đã từng nói chia sẻ với cả nhà rồi. Nhưng mà không hiểu ai đưa ra cái sáng kiến này, thì bây giờ là có người đã giữ ông nội. Ly định là về, khi mà Ly ở Việt Nam về qua đây, Ly sẽ đưa ông nội lên lầu mua giường cho ông nội. Cái giường mà Ly quay cái có video Ly chia sẻ cái giường đó là Ly quay cái video đó rồi, cả cái giường đó đó Ly sẽ mua cái giường đó cho ông nội rồi đưa ông nội lên lầu. Mà tại sao mà Ly nói là đưa ông nội lên lầu là lý do là như vậy. Ở dưới nhà dưới á, cả nhà biết không, ở dưới nhà dưới nó thoáng lắm, mùa đông lạnh tới là lạnh phải sưởi bằng sưởi củi nó mới chịu nổi, còn như ở trên đây á, thì chỉ cần mở lò sưởi lên thôi là ấm hết cả nhà luôn. Là đưa ông nội lên đây là ông nội nằm ở phòng phòng khách, còn ở trong đây là Ly đã về cái bếp lên đây rồi, là Ly đã tính lâu rồi. Nhưng mà có nhiều bạn không hiểu, nói đừng đưa ông nội lên lầu, đưa ông nội lên lầu giống như ở tù. Không phải, đưa ông nội lên lầu là tại vì mọi sinh hoạt của Ly mùa đông lớn á toàn là trên lầu không luôn, nhớ như hiện tại bây giờ á là Ly nấu nướng trên đây ở trên lầu luôn, rồi phòng khách phòng đồ là đều ở trên lầu, còn ở nhà dưới cả nhà biết không, nó không có kính, gió nó luồn tuôn vô à, cho nên mùa đông tới lạnh lắm. Mà bây giờ ông nội đi mất tiêu rồi, Ly tính không bằng trời tính, ông giờ ông nội đi rồi, giờ con cái người ta ra quyết định vậy Ly làm gì được bây giờ. Thì là hiện tại là cháu chồng của Ly đang chăm ông nội đó. Mà hỏi ta, Ly hỏi chồng Ly, ủa rồi ai là người suy nghĩ cái ý nghĩ mà mướn người về giữ ông nội vậy. Thằng chả không nói, thằng chả cười cười à, giữ có chạy ra giữ, cả nhà nghĩ đi, giữ có một ngàn năm trăm tệ thì chạy ra nó cỡ 5 triệu mấy tiền Việt Nam mình. Nhưng mà ông nội hiện tại giữ cực nha cả nhà, không phải không cực đâu, thì ông cả nhà biết đó là ông nội hiện tại đâu có đi được nữa đâu, chỉ còn ăn uống thì đem tới, thì ông nội có thể ví dụ ông nội ngồi dựa lên ông nội có thể ăn được đó. Thì bây giờ ông nội mọi thứ mà Ly tính toán giờ xong hết rồi, cho nên bây giờ Ly đâu có chăm được ông nội đâu. Hình như là giữ được mới có 15 ngày thôi, hình như cháu chồng Ly giữ được mới 15 ngày chưa lâu đâu, là từ cái ngày mà chồng Ly từ Việt Nam trở lại Trung Quốc lần đó đó. Rồi xong bây giờ không có ông nội rồi, giờ khi nào mà có dịp á Ly qua nhà cháu chồng của Ly á, Ly sẽ quay. Ly không biết nhà cháu chồng Ly ở chỗ nào, Ly chưa bao giờ đi đến luôn. Cháu chồng Ly là cái bé mà hồi đợt có cái video ăn dưa hấu mà bé ngồi bé ăn á, là em đó em ngồi ăn cháu cháu ăn đó,
hình như là lớn hơn Ly 2 tuổi thôi, nhưng mà Ly vẫn kêu Ly bằng thím. Đó là bây giờ Ly trả lời thắc mắc cho ông bà cô chú biết là ông nội đâu rồi ha. Khi nào mà Ly đến thăm ông nội, Ly sẽ lén lén quay cho cả nhà coi. Thì lén lén quay cho cả nhà xem ông nội dạo này khỏe hay không. Khỏe ha, từ cái ngày về tới giờ Ly cũng chưa gặp ông nội luôn. Từ cái ngày mà Ly từ ở Việt Nam qua tới giờ Ly cũng chưa gặp ông nội, cô Tiên cô Biên cũng chưa gặp ông nội luôn. Chồng Ly nói là để khi nào mà ảnh rảnh á, rồi cái ảnh chở Ly với lại hai đứa nhỏ đi. Cả nhà thấy đó, hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi và chồng Ly đi làm chưa về đó. Và sáng 9 giờ ảnh đi. Ảnh hồi nãy Ly có điện rồi, ảnh nói là tranh thủ làm xong với lại mấy anh làm xong đi rồi hãy về luôn. Là 8 giờ hình tại đúng bây giờ là đúng 8 giờ tối mà chồng Ly đi làm chưa về. Xin chào cả nhà. Xin chào bà cô Xin chú. chào mọi cô chú. Về phần món ngon mỗi ngày hôm nay, Mua hôm nay Ly sẽ vô bếp sẽ vô nấu cho gia đình Ly những món gì thì mời cả nhà xem ha. biết. Đầu tiên á thì Ly có các loại nấm nè. Này để hầm với gà. Ở đây Ly có một con gà. Bên đây là tôm hấp. Đây là trứng ấp thảo. Còn đây là topping đi kèm. Giờ Ly bắt tay vô nấu ha. Đầu tiên á, Ly sẽ nấu canh trước. Những gì con? Hả? Nấu nhiều nước một chút để sáng ngày mai Ly tận dụng á, cái Ly bỏ vô bún vô trong đây làm bún gà ăn luôn. Lấy thêm một ít gừng. Ly mở lửa hầm nồi canh trước. Ly cho vô đây một ít gừng. Khi hầm gà tôi sẽ cho vô đây một ít hạt nêm. Một xí xì muối. Và một miếng đường. Sau khi gà của Ly hầm khoảng 15 phút rồi đó, Ly cho tất cả các loại nấm vô. Trong đây có nấm nè, tất cả các dòng họ nấm ở trong đây luôn đó cả nhà, cho vô hết luôn. Cái này là Ly đã ngâm với lại nước ấm và rửa sơ lại rồi đó, để tránh tình trạng nó có cát á. Ok, nồi canh đã chín rồi, Ly sẽ nhắc nồi canh xuống. Rồi bắt một cái nồi lên. Ly sẽ cho trứng ấp thảo. Trứng vịt ấp thảo vô đây Ly luộc. Do tôm này á, Ly đã mua đông lạnh rồi. Nó đã luộc sơ rồi nên chỉ còn có một cách là giờ đi sẽ luộc tiếp, hấp lên cho nó nóng lại là ăn được thôi. Người ta đã luộc sơ rồi đó, người ta đông đá.
Lê sẽ lấy một cọng chỉ để cắt hộp dịch bắp thảo ra. Lúc trước Lê có mua cái bộ đồ nghề cắt nhưng mà nó không bằng cọng chỉ, nó cắt tâm linh lắm, hên xui đó. Một cọng thôi, chỉ thôi, đừng hai cọng, hai cọng nó cũng sẽ không có miếng đẹp miếng ấy, ứa. Cái tay tách ra. Nè coi. Giờ thì 8 giờ mấy rồi, chồng đi chuẩn bị về rồi đó. Bây giờ đi sẽ làm nước sốt. Cái nước ớt tỏi nè, để chan vô hộp thịt bích thảo. Tỏi gừng nè, ngò nè, cho một miếng hạt nêm, miếng dầu hào, cho trân châu là cũng giống nước tương vậy nè, mình sẽ cho nước tương Việt Nam. Giờ đi sẽ nấu dầu nóng thịt nóng đi, đổ vô cái tỏi ớt này, tỏi ớt gừng này. Dầu nóng rồi đó, đi đổ vô. Còn bên đây là chén nước mắm đi ăn tôm. Nè, cho mỗi đứa một cái đùi. Tên 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 tên. Khi tiễn tiền hay mình phân hết mà tua rồi đó. Đi tiễn ơi chứ cứ phân bỉ. Nè. Đi mượn khưa. Mày cái nhà ha. Thay bỉ phân na lị. Ở chừng đổ nha con. Đây mà đút cho. Không mà lên. Ăn đi. Ăn tay áo lên. Xin mời ông bà cô chú nha. Chết tốt chứ nè. Được rồi. Cô đó. Chết tốt chứ lộ. Thôi 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 đừng có cầm. Rồi chứ. Nhớ biết chú Phan hả? Phan này bên rồi. Biết chú Phan hả? Thấy đến gì đó khổ cường càng. Khổ càng hả? Khát nước rồi. Ừ. Một tôm cho mấy đứa nhỏ. Ừ, tôm. Cái gì vậy? Ừ. Ủa, ủa, ủa. Ủa, ủa, ủa. Vậy? Nè cho con nè. Tôm mặc dù là tôm luộc rồi, đông lạnh nhưng mà ăn rất là ngon.
xem họ theo lại. Sao hậu chưa bạch? Sao hậu chưa thiếu bạch? Mới khen con ngon không, con này bụng. Mới khen ngon cái đợt không mua. Ba bà. Để giấy mà. Được thêm không? Mua mua trên mạng á. Đây là chi thịt ăn đùi gà. Con nói tiếng Việt Nam đi, ông bà con chú mới hiểu. Chú cứ tham hảo khưa, hảo tu mụ. Hảo tu mụ mà. Hảo tu mụ là gì mà? Hảo tu gì mà? Bạn là. Mấy tao quẩn, mấy dù sẽ quẩn là ủ mãi là mấy dù tao. Mama. Nhà chân đi lấy cái gì nhà? Rồi, ăn đi. Cả nhà ăn học dịch tóc thảo mà làm kiểu của Ly chưa? Hôn lắm rồi. Đúng. Đúng. Sao con đùi gà dục đây vậy? Còn cái nữa đâu? Của con đâu? Con. Đùi gà con đâu? Chi thủy đâu? Con. Thấy dậu y cưa nó lị lệ. Thấy cưa thầm một. À. Ủa gớt đâu ảnh cầm bên kia. Học chưa? Học. Xương. Hôm nay là để đây con. Cái cuộn hợp rồi. Ừ. Mày ra. Ừ. Hảo tu mũ rồi nè Khang. Ừ, đến nỗi này mày ra. Thay sang là. Một chút chất rồi. Ừ. Mãi y bao thấy dậu hảo tu luôn. Đúng thật sự. Anh ấy nắm ngon. Ba mặt. Thấy dậu chất cơ này đi bản nè. Ừ. Anh phải ăn miếng là loại nấm lắm. Tuy bầu quy mà. Ơ sức khỏe. Ơ sức khỏe nha. Một bịch nấm vậy 20 tệ. Khoảng 68 ngàn. Đủ loại nấm luôn. Cái bịch hồi nãy đi nấu á. Mấy dù quy chưa bà. Mấy quy chưa bà. Mấy khăn hảo tuôn nè. Tung xin. Hảo đuôi tuôn xin mà. Cái này là nấm đùi gà nè. Ừ. 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 Nước mắm ngọt. Nói chi chi nó mặn mà. Hai ảnh Ly Đúc ăn cơm rồi. Quê chấm luôn mà. Ừ. Ừ, bình thường là chưa không vậy. Hôm nào có chấm cay lắm. Chín này giờ bà. Hả? Chắc. Này không chút. Đây chưa vâng. Đây chưa vâng. Chưa có hình thảo sư, hình sư chăng ạ. Đây chưa vâng. Anh ấy nắm này ngon. Đây chưa vâng. Đi tiêu phan hả? Đây mày lúc ra.
Bữa cơm ăn hết đùi gà đó hả con? Ăn tôm nữa không? Nữa hả? Ừ, ăn hết đây, nãy mày đút miếng rồi nè. Ăn ăn cơm uống nước ngọt, ăn uống gì kỳ vậy con? Ừ. Mày lột tôm cho. Mama. Ê. Mama. Kệ. Đồ ho rồi. Kệ. Rồi được rồi, ăn này đi. Thôi không uống nữa. Này hết đây, hết rồi, bỏ qua đây đi. Mới la rồi ha. Rồi, chú Phan đi. Ăn cái đùi gà, cái cục gừng này là ngon nè. Được rồi. Gì vậy? Ừ. Nói đàng hoàng lại con. Hồi nãy đi lại lòng chồng đi về lâu quá, ly bút có mì rồi. Giờ anh giặt. Ai bỏ đùi gà đây vậy? Đây là cả nhà, đây là cái loại nấm nè, nấm mà nó nở trắng bự như cái dù vậy chứ cơ. Vậy chứ tao à, nó màu trắng á, nó nở bung ra như cái dù vậy đó. Ba mà y chi chi tuổi, y chi chi tuổi nè, chi chi tuổi bỏ vô rồi kêu. Quan nắm không? Vắng. Mình xử xử luôn đi, nhiều chuyện luôn. Khu thang mới khám hảo khu vì lê mua hảo khu khu thang mama phương thang nên để cho nị khu ha hổn hảo khu thang hảo tôi dính giường. Tiếng chung á, mỗi lần Ly mà nói cái đó là ảnh cười, tại nó phát âm không chuẩn á. Hảo tua, hảo tua sùm mơ. Tôi dính dược. Hảo tua dính dược. Làm gì trời? Lấy đôi dép. Lấy đôi dép gắn cái đó vô cái tivi. Quầy. Đôi dép cao quá hay sao? Lấy đôi dép đỡ cái chân. Giờ này 10 giờ chưa chịu ngủ.